à? Lên lên cả quất à cô? Ừ lên cả. Ôi, quả to quá nhỉ. Quá to nhỉ. Quả cây bé mà mỡ thế. Đây. Đây cái cây quất nào mỡ này á. Lá xanh ngắt. Quả to. Quả to, quả rất to. Lên cả quất cả đào rồi, chủ yếu là phục vụ Tết các bạn, tất cả mọi thứ được phục vụ với mấy cái tháng Tết này. Nhưng mà đào quất thì để các bác tự xem, em mới quay mấy cây thế thật thăng này các bạn. Mày có thể thoáng thoáng lúc vào được từ trong trăm trăm chợ Hoàng Phúc thành chợ hoa Tết rồi. Là đấy các bạn, là cũng thuần chậu rồi. Quất như này bao tiền chậu cô? 250. Ồ, rẻ đấy nhỉ. Đấy, các bác nhá. Chơi một chậu như này nhá, xong rồi mình về thay cái chậu đi. Đẹp đấy. Đẹp đấy. Mỡ nhỉ, chưa thấy quất nào mỡ như này. Không cho quất nào đẹp này đâu. Bây giờ này, làm một chậu này về xong rồi làm một cái đây, xong nó cái hang bonsai về xong rồi đặt lên. Trời nè. Lộc nước phun kinh nhỉ. Hoa quả. Tháng Tết này. Mình cô à, vất quá nhỉ. Nam Điền này, Nam Điền mà bệ kinh nhỉ, hơi dối nhưng mà Nam Điền cũng hiểu sao mà bệ nó lại tốt như này. Lá là lá Nam Điền này rồi. Ôm đá san hô, ôm tảng san hô, ôm hết cả chậu luôn. Nam Điền này già ghê nhỉ. Phải ông hát rong đấy chứ không phải là mở đĩa đâu các nhà, hát rong đấy. Nhiều ông hát rong hát hay đấy. Đây à. Thế thì là cái dân này to là đẹp nhưng mà dễ. Này ổi tàu có nhỉ? Ổi tàu. Bao tiền cô? 3 triệu. 3 triệu. Đáng khổ. Khu thuê đây. 3 triệu. 3 triệu thì lại thôi. Đây lại Mr. Đờm mà. Mr. Đờm lại ra đây à? Mày ngang mua chắc đâu.
chẳng là xa vời. Ăn tốt phết đấy. Đây con nằm biển cái đẹp thế mà trường là mùa chán nhỉ. Đây à, mấy cái xanh ghê quá nhỉ. Em bước bên đường, hãy thắm một giờ sáng sau bóng nắng. Thì mới ra màn rồi, mới ra màn. Xanh, bể nó bệt hết vào nhau. Thử zoom nó vào xem nhìn nó to không. Đấy, mà xăm núi thì đắt rồi. Bán rẻ nhưng mà rẻ vừa ấy. Đây. Xanh cho cái đẹp. À, hàng sách tay. Không nhiều tiền mà con này. Ít tiền hơn con này. Ít tiền hơn con này. Với cái hỏi qua bạn kia kìa. Anh không biết báo bao nhiêu. Cái nào kỹ rõ như giờ lắm. Chết vẫn còn cây. Sam. Sam ngọc thật, mình cũng nghĩ là mẹ này hoa lắm nhỉ anh Quế. Đây này hoa lắm nhỉ. Hoa, cái này thật khó tả. Nó nhỏ, chắc mình Google để anh nhìn nó dễ. Hơi khó tả. Sam à? Đây Sam à? Chứ không, không phải Việt Quế đâu. Cái này đắt tiền này. Giống này nó hiếm. Bán luôn thế à? Thế thì cứ mất tiền phí. Còn tiền rồi. Quẩy đắt quá. Sầm núi. Cái này chơi hay này. Hàng khai thác. Nhìn gốc của cái khai thác này. Thank you.
máy chụp thủy này bao nhiêu tiền? Hàng Việt Nam, bà này toàn nhập hàng Việt Nam. Kim. Kim mại. Kim giòn. Hàng Việt Nam chắc cũng 3 triệu. Tầm tầm nhé. Mới đắp rêu. Nhiều hàng đẹp quá. Ở đây đấu quyền 15 triệu rồi. Mình thích cây ổi này nhưng mà đắt quá, không chơi được, không xứng đáng với đồng tiền bỏ ra. Đấy, nói chung đấy.